Chào cả nhà nha. Cả nhà thấy cái dàn bầu của mình chưa? Cho nó cho ra khoảng chừng 6-7 trái, nhưng mà còn nhỏ xíu rồi cả nhà ơi. Lú cái tròn tròn ra chứ chưa có thành cái trái. Cũng được 5 trái. Thì kệ nó, mình cứ dặn tưới nước rồi nó có thì mình ăn, còn nó không có thì mình dòm chơi đỡ ghiền. Chứ năm nay thì coi như là tháng này là tháng 8 rồi mà chẳng thấy ấy, tháng 7 chứ ý, quên rồi, biết tháng 7 tháng 8 à, tháng 8 mà chẳng thấy cái trái bầu nào để luộc ăn hết. Mới ăn đọt thôi. Đây là cái chậu tí tô của mình nha, với lại bụi xả. Còn dưới này là ra mùng tơi, hái ăn mấy đợt rồi, giờ nó cho ra lá cũng nhỏ xíu xíu thôi, nhưng mà chưa có cắt ăn được, để dưỡng dưỡng. Nhá, mùng tơi đó. Còn đây là rau dền. Rau dền là mình cắt ăn mấy đợt rồi, đợt này là mình để cho nó ra to hơn chút nữa mình mới hái ăn. Có hai bụi rau dền thôi mà nó nhiêu đây nè. Nó ra nó trẻ ra nhiêu đây nè, còn hẹ mới cắt hiện nay nó cũng cho ra hẹ lại rồi. Còn đây là cải bè xanh mình mới vừa gieo được tuần lễ thì nó ra rồi như vậy nè. Còn bên đây là hột mồng tơi, nó chưa có cho ra đây. Đây là mồng tơi nè cả nhà, mồng tơi nó nằm ở dưới nè, đó, dưới lá bầu. Đó, mừng tơi, rau dền, mấy cái trứng sâu, ngắt bỏ. Rau dền đó, rau dền, mừng tơi, trồng chung nhau. Chắc bữa hai bữa cái nhổ cái hai cái bụi bầu này cho cái mồng 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 tơi nó được nhổ. Hai bụi bầu này bỏ, mấy bụi bầu này nhổ bỏ cho nó có nắng nặng, nó ra cái mồng tơi. Để mình coi coi, à cái này thì nó có lên rồi, còn cái này thì chưa. Cho nó có nắng nặng cái mùng tơi nó mau lớn đó cả nhà. Em dễ tưới nước nữa. Nhổ bỏ bụi này luôn. Cho mùng tơi nó phát triển. Có nắng nặng nó phát triển. Cả nhà. Phát triển nặng này mình chờ đợi khoảng tuần nữa mới cắt lá với lại rau dền. Ở trong kia cũng có một đám rau dền nữa. Để mình vô mình cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà. Cái đám rau dền của mình nè, mình mới vừa tưới nước xong, để cho lá nó bự bự nè, chừng 2 tuần nữa là mình cắt ăn rồi.
Còn đây là rau dền, cho nó đang chỗ bông cho nó ra bông nặng, mà nó có cái hột nó rớt xuống nặng mình bứng mình trồng chỗ khác nữa, nên nó đang ra bông. Còn đây đây cả nhà biết cái gì không? Lần đầu tiên mình trồng củ phải mở nha, nó cho ra ra lá và nó quấn tròn tròn nè. Đây là lần đầu tiên mình mới trồng củ phải mở màu trắng nha cả nhà, chứ không phải mà mở màu tím nè. Một củ mà nó cho ra hai bụi, hai nhánh, có một củ thôi mà nó cho ra hai nhánh nè, cả nhà thấy lá chưa? Đó, mình thấy lần đầu tiên mà mình trồng mà mình thấy kết quả như vậy mình rất là vui mừng. Nhưng mà ở đây là khó kiếm được cái củ phải mở màu tím lắm nha cả nhà, khó kiếm lắm, chỉ phải mở màu trắng của tụi châu Phi á, tụi người nước đen á, nó bán qua đây, nó xuất khẩu qua, mình mua mình ăn rồi mình gạt cái đầu ở trên á, rồi mình để dưới đất, mình cứ tưới nước rồi thì nó cho lên thôi. Đây là bụi phở mỡ, nó từ dưới gốc nó lên lá nè, đã thành công, đã thành công rồi nha cả nhà. Thì mai mốt mình sẽ trồng nữa. Nhà rau dền đó. Thì cái lĩnh đây là cây chuối, cây chuối của Hương Thí, và nó cũng cho ra, nó cho ra lá mà nắng quá mình cũng tưới nước nè. Đó, cây chuối sống rồi. Ở dưới cây chuối thì tí tô, bốn năm bụi tí tô, mà cây chuối này đó, cả nhà thấy cây chuối chưa? Có ánh nắng mình cả nhà thấy bóng của mình luôn đó, cái chuối của em Thúy Family bứng xuống cho, mà mình nuôi dưỡng nó được như thế này mà chưa biết nha, chưa biết kết quả như thế nào. Thấy cái lá nó ra mà nó héo rồi, mình cũng tưới nước mỗi ngày. Gái cho nó sống nhân răng đi, bên đó là đất của người ta. Còn đây là bông của mình vẫn tưới nước nó, nhưng mà sao mà chưa thấy nó còn bé quá, chắc năm tới nó mới cho ra hoa. Còn giờ thì đây nè, nó mới lên cỡ này nè, bông này nó đẹp lắm nhưng cả nhà. Bên đó thì người ta trồng bí bí vàng, người ta cũng cắt ăn trái hạ trái rồi. Mình không thích ăn cái bí vàng này, bí vàng này ăn nó không có được dẻo, nó bở lắm. Cái này người ta chỉ làm súp thôi. Ờ, nhìn cái chuối thấy nhỏ téo teo, không biết kết quả nó ra làm sao đây, không biết nó được sống không nữa. Thấy nó nhỏ téo, mới được có hai lá. Còn đây là trái cây của mình, hổm rày nó cũng bị con ông già dẻ đó cả nhà, đớp cũng với lại chim nữa, nó đớp cũng được hai ba trái rụng xuống mà chưa chưa có ăn được nha cả nhà. Cái chùm này nè, cái nhà thấy trái không, thấy mê không? Chùm 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 không nha, chỗ ánh nắng mặt trời nó chá chá chá, bị ong nó đốt rụng hai ba trái luôn, con ong về dẻ này. Cái nhánh này nó cũng cho ra bộn cũng được
hơn hơn chục trái. Đây cây, mà cây này nó khác hơn cây đẳng nha cả nhà. Cây đằng này mình kêu ông xã ổng chổi ổng chống lên, rồi có một nhánh mình cuột vô luôn để không thôi gió nó quật rồi nó rụng. Cây này thì tháng 9 ăn được hai cây, tháng 9 mới ăn được nó. Nhà thấy một chùm luôn đó. Trái thì mê chưa, cây này thì trái nó rất là ngon, nó ngọt thanh, mà mình thì mình thích ăn mấy trái mà nó chưa có chín thì ăn nó giòn giòn chua chua ngọt ngọt. Ông xã thì ông phái ăn chín mềm, mình không thích ăn chín mềm. Còn mấy cây kia nữa giờ mình review tiếp tục nha cả nhà. Đây cái cây này nữa, cây này năm nay thì nó cho trái ít rồi, năm nay nó không được đậu, thì mình sẽ review cho cả nhà thấy cái ổ ong về dẻ nha. Ổ ong này bên Tây này người ta gọi là con ghép, thì Việt Nam gọi là ong về dẻ. Để mình review xong trái cây rồi mình đưa xuống cho cả nhà mình xem nha. Đó, trái cây của mình năm nay, cây này thì nó được điếm khoảng chừng hàng chục trái thôi, chứ không có được nhiều. Năm nay nó không có đậu. Cũng hên là năm nay nó không có đậu rồi, năm nay là thằng Thí Family nó cũng không có xuống, cho nên nó thì đủ mình ăn thôi. Tại năm nay nó không có đi xuống đây được, nó mới xuống vừa xuống hôm tháng 6, hái trái ri. Là năm nay nó không có xuống được nữa, cho nên là cũng ít thì đủ mình ăn. Mình sẽ review con ong về dẻ nó làm tổ dưới đất cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà, đây là cái tổ ong về dẻ này cả nhà, để ý nha. Đó nó bay đó cả nhà, đó nó đang bay vô đó cả nhà, đó nó cả nhà thấy không, bay lên bay xuống vô trong cái lỗ đó. Mà không biết nó có làm cái ổ không, chứ nó moi đất ấy vậy. Mình không mình ngồi đây mình sợ nó lắm nha. Cả nhà thấy nó chui lên chui xuống không? Đó, nó chui lên chui xuống. Thôi chút xíu cho cả nhà mình xem thôi, chứ mình không dám mà đến gần nha. Nó sẽ đốt một cái là đi orbital luôn nhà thương. Còn ở đây là cái cây mahogany của mình. Đó, trái nhỏ xíu thôi, chưa có bự. Thì mình quay cho cả nhà mình xem một chút xíu cái vườn trái cây của mình. Và mình trồng trọt bầu với lại rau cải để có ăn. Nhưng mà review chút xíu cho cả nhà mình xem cái khu vườn của mình thôi nha. Đó, trái mahogany của mình nè. Trái mahogany của mình đó cả nhà. Cả nhà thấy trái chưa? Đó. Rồi mình review chút xíu cho cả nhà mình xem nha. Thôi giờ mình xin kết thúc cái video đây nha. Bye bye cả nhà hết nha cả nhà. Ồ va. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hết nha. Cả nhà thấy trái. Ờ, con chim gì lạ vậy? Thấy trái mahogany của mình chưa? Bye bye.